Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe ba bánh đầy đủ, sử dụng bánh gai, máy cày 400-12, dành cho các bạn đi những cái đường lầy lội, đường trên hè phố, dành cho các bạn đi những cái đường đồi núi, những cái đường lầy lội mà những cái bánh trơn không bám được đường ấy, thì sử dụng cái loại bánh này. Cái bộ này thì sử dụng nhíp 5 lá, dài 70, có số lùi, số phụ, phụ kiện phanh và phụ kiện nhíp thì đầy đủ. Cái bánh 400-12 cái loại gai máy cày này thì có tải trọng là 355 kg trên một bánh. Đấy, nên tải trọng mắc. Cầu rất là đẹp các bạn nhé. Cái cầu này thì có cân nặng trên 90 cm, là 27 kg. Những cái bạn nào đã mua hàng bên em thì đều biết là cái hệ cầu thuộc dòng tambour dày, cân nặng rất là nặng, 26,7 kg trên một cây cầu này là 90. Đấy. Và cái bánh này thì có cân nặng là 9 kg, thì cái vành dày là 4,5 cân, còn cái lốp này là 4,5 cân nữa, là 9 kg trên một cái bánh này. Đấy, đồ rất là chuẩn và cân nặng thì nó sẽ dày, đồng nghĩa cùng với này cái bánh lốp này nhá. Còn đây là phụ kiện nhíp. Phụ kiện nhíp thì sẽ bao gồm mỗi một lá nhíp là 2 cái cao su to và 4 cái cao su bé, là hai bên là 4 cao su to và 8 cao su bé. Một nhíp thì bao gồm một cái mặt bích này, thì các bạn sử dụng cái mặt bích mạ này thì nó rất là bền, lâu han dỉ. Đấy, nó rất là lâu dỉ vì là độ dày thì của nó là 2,5 ly. Tuy nhiên thì nó được dập cái gờ cong này. Đấy, các bạn nhìn này, nó dập cái gân cong cho nên là khi các bạn bắt bu lon này nó cũng không bị oải. Đấy, thì nhiều bạn cứ dùng cái loại mặt bích phẳng ấy thì nó dày hơn, nhưng nó là mặt phẳng bao giờ nó cũng yếu hơn. Đây, và cái độ cong ấy thì nó phù hợp với cái chiều cong của cái nhíp, nó rất là ôm. Đấy, các bạn nhìn đi nha, cái mặt cong nó ôm, rất là ôm sát vào cái nhíp này luôn. Quang nhíp thì sử dụng bu lon có thân ốc dày, thân eku dày cho nên rất bám răng. Phần treo nhíp, cái phần treo nhíp ấy thì sử dụng cái chữ cái đu nhíp như thế này. Đấy. Một phần sẽ được quang vào cái lỗ này và một phần sẽ được bắt vào cái mõ tròn này. Thì bên mình bán đặc biệt là có cái này thì nó phù hợp để cho các bạn hàn cái này lên khung xe này. Khi các bạn hàn cái khung xe này lên đấy thì một bên là cao su sẽ xoát bắt vào đây, một bên cao su sẽ bắt vào đây, và cái đu nhíp này nó hoạt động. Mục đích của cái đu nhíp này thì khi cái nhíp nó duỗi ra ấy, thì nó sẽ phải có cái dao động như thế này. Là phần phụ kiện nhíp thì tất cả là đều đồ rất là chuẩn. Cái này các bạn hàn lên khung này, cái này cũng rất là dày, thép dày 4 ly nhé. Đấy, rất là dày thì các bạn sử dụng rất là thoải mái. Đây là cái nhíp 5 lá, bạn nào có nhu cầu thì có thể sử dụng nhíp 6 lá hoặc là nhíp dài 90. Thì đây là một cái bộ nhíp dài 90 này. Cái nhíp dài 90 này thì có 6 lá và mỗi lá là dày 7 ly. Rất là nặng và khỏe. Thì các bạn nào có nhu cầu dùng nhíp dài ấy, thì có thể sử dụng nhíp 90, bên em có bán này. Nhíp 90 thì nó êm hơn, lá dày và 6 lá thì rất là khỏe. Giá thành nó chênh lên bao nhiêu thì các bạn có thể liên hệ. Số lùi thì thuộc dòng hàng chuẩn. Đây, số lùi là hàng chuẩn này.
bên em có dập cả thương hiệu luôn này. Đấy, màu vàng này thì bên mình dùng từ trước giờ nó rất là bền, ít hỏng, cho nên bên mình chuyên nhập cái dòng này. Dòng này là dòng cho máy 110. Các đăng ấy thì trang bị cho các bạn hai cái khớp chữ thập như thế này, và hai cái khớp trượt nhé. Thì thực tế thì có thể sử dụng một khớp trượt, thì các bạn hàn một cái khớp trượt vào đây và bạn hàn thẳng ống vào cái này. Đấy, thì nó không tiện thì bên mình trang bị hẳn cho khách hàng hai khớp trượt. Đấy, về các bạn hàn ống vào đây, hàn ống vào đây, cắm bên này, nên lúc tháo lắp nó rất là dễ, thì nó sẽ khác. Thì các bạn xem đồ thì đánh giá chất lượng thì các bạn kèm theo đánh giá về sản phẩm, thì các bạn mới biết được là đâu là rẻ, đâu là đắt. Nhưng nhiều khi các bạn cứ kêu một bộ nhưng các bạn không biết được là một bộ nó gồm những cái gì và nó thiếu cái gì, thừa cái gì, mà giá thành nó chênh nhau, cho nên các bạn cũng không biết được. Còn đây là bộ phụ kiện phanh. Phụ kiện phanh thì gồm 3 cái đũa phanh, một bộ dây phanh và một bộ tay phanh để dừng đậu. 10 cái lá phanh này dùng để làm cái đòn kéo phanh. Cái đòn kéo phanh này thì các bạn cứ dùng 2 chiếc, các bạn hàn chập vào là một. Thì trong một bộ xe thì thường sẽ phải dùng đến 4 cái tay này. 4 cái này hàn chập này là thành 8. Còn 2 cái này các bạn hàn lên khung để các bạn làm cái bản lề. Giữ cái ống phi 27. Đấy, thì mình sẽ trích một số cái phần lắp đặt vào cuối video để cho khách hàng xem cái phương thức lắp đặt những cái phanh chân như thế nào, phanh tay như thế nào và lắp đặt nhíp như thế nào. Đây là cái đèn hậu này, đèn hậu mũi tên, đèn led này. Đấy, bạn nào không mua đèn thì trừ đi 100.000. Đấy, đồ thì rất là đầy đủ. Đây, giới thiệu cho các bạn thêm là cái lốp này là lốp gai máy cày nhé. Đấy. Bộ chế xe 3 bánh này, lốp gai máy cày này, rất là bám đường này. Đây, đây là cái thông số tải trọng của nó đây. Đây, mắc loát là 300, đây, 355 kg trên một bánh này. Lốp này là lốp 8 bố này. Đấy, lốp rất dày và hàng thì chuẩn xịn. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm các bạn xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây là một cái bộ nhíp mình đang lắp trên cái xe 3 bánh của mình đây. Thì nó có nhíp này mình đang lắp trên cái xe này. Thì cái phần phía trước, đây là phần phía trước này. Phần phía trước thì là lắp trên cái gối tĩnh này. Đấy, các bạn hàn lên khung xe và bắt con chốt. Thì cái dòng nhíp này là nhíp mình lắp từ ngày xưa rồi, chốt nó là chốt bé. Chốt này chốt 10 thôi, nó vẫn chịu các bạn nhé. Đấy, xe mình sử dụng là gần như là chở hàng, lắm khi là đến 1 tấn đấy. Nhíp chốt vẫn là chịu được. Phần đằng sau thì có hàn cái mõ tròn lên trên này. Đây, cái mõ tròn này các bạn hàn lên khung xe như thế này. Đấy, sau đó là đến cái mặt bích như thế này và bắt vào với cái nhíp này. Đấy, cách thức lắp đặt là rất là đơn giản như vậy thôi. Thì khi chưa có tải ấy, thì các bạn ưu tiên là lắp cái này nó thẳng đứng như thế này,
hoặc là nó hơi sâu về phía đằng trước một tí, thì khi cái nhíp nó đẩy nó sẽ dõi ra về phía sau là vừa. Chứ còn nếu các bạn nắp mà nó hơi chếch về phía sau ấy, thì khi nó đẩy ra phía nữa thì nó sẽ yếu. Vì vậy các bạn nên nắp nó thẳng vuông góc, thì khi có tải nó đẩy ra một chút là vừa. Đấy là các cái phụ kiện và cách lắp đặt như vậy. Còn phần quang nhíp ôm một cầu ấy thì cũng không có gì cả. Đây, đây là phần ôm một cầu. Thì ở phần dưới là cái gối, gối cầu thì được hàn với cái cầu. Còn phần trên là mình đai vào với cái nhíp thôi. Thì cái nhíp này là nhíp mình lắp từ ngày xưa rồi. Đấy là bố cục lắp một cái nhíp như vậy để các bạn tiện là theo dõi.